hợp mid có bị crazy bắn combo thơm thật sự, và đó là một quả flash chất lượng đến từ bên phía của Barca. Trời đất ơi, flash 10 điểm bây giờ mới được vận dụng vào, đỉnh cao. Đã bắt đầu đặt trái C4 xuống. Ôi dồi ôi, Ice Cube ơi, không thể nào là grapple kill, nhưng chỉ còn lại rất ít máu từ Nevis, và gần như là không thể chiến thắng. Hiếu Mèo bây giờ cần phải cầu giờ. Hiếu Mèo biết được là vị trí của BZFS ở đâu, bỏ qua và Hiếu Mèo ơi. Kịp không? Biết được và sẽ là kịp rồi. Một pha mà Hiếu Mèo đoán ra đối thủ sẽ nhảy lên lan can. Là đội đầu tư anh cần thêm 15 đồng, cần thêm 15 bắn rất nhiều những khẩu AK để ra, nhưng đó là khẩu M4 thì mọi người đã gắt, nhưng vẫn là chiến thắng dành cho bên phía đội tuyển ranking. Không lấy được cái toàn diện của diện trận đấu này. Bây giờ thì là bên phía của OnGamer là họ sẽ đi ở dưới chân cầu để móc ngược lên cái khu vực khách sạn, tấn công vào các vòng sai đài. Thời gian không còn nhiều đâu, double kill dành cho bên phía của ZQ và tổng tỷ số bây giờ sẽ là 7-2. Mito đi lên trước, xong là Mito mới đi vào. Z-Way ở đây đổ cho mình ăn một mạng rồi, không đó là Z-Way với double kill đấy. Z-Way bây giờ cũng điểm được cho mình một điểm mạng gục, ba mạng rồi đấy. Và đây đổi được một em vẫn bắn sau lưng, em vẫn có được cho mình cái double kill hay không, để câu trả lời chỉ là một mạng mà thôi.